mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Trung Hoa Vĩnh Long hôm nay, ngày 6 tháng 8. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày 7 tháng 8, Bắc Bộ ngày ít mây trời nắng, riêng vùng đồng bằng xảy ra nắng nóng. Chiều tối và đêm ở Việt Bắc, Tây Bắc trời có mưa rào và dông, có nơi trời mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ và trên 36 độ. Bắc Trung Bộ được dự báo ngày nắng nóng, một số nơi trời nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ và vượt ngưỡng 37 độ. Còn tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng, riêng từ Đà Nẵng đến Bình Định, trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông, tập trung ở Gia Lai, Đắk Lắc, Lâm Đồng nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, có khu vực lên đến 35 đến 37 độ và trên 37 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, trong ngày 7 tháng 8, miền Đông Nam Bộ ban ngày trời nắng, trưa không khí ở bức, chiều và tối tiếp tục có mưa rào, có nơi xuất hiện mưa dừa mưa to, tập trung ở Bình Phước. Đêm không khí duy trì trạng thái dịu mát, riêng Bà Rịa Vũng Tàu có khả năng mưa nhỏ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Miền Tây Nam Bộ, ngày trời oi nhẹ kéo dài đến trưa, chiều giờ tối thì hầu hết các nơi có mưa rào, chủ yếu ở Sóc Trăng, đêm trời dịu mát, riêng một số nơi trời hơi oi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Trong ngày 7 tháng 8, tỉnh Vĩnh Long được dự báo ngày có lúc nắng, trừ không khí oi và nóng. Chiều do tối, khoảng một nửa khu vực có mưa rào, có nơi trời mưa dừa mưa to. Ban đêm thì nhiều nơi không khí oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, gió Tây và Tây Nam cấp 2, cấp 3. thưa bà con nông dân với kiểu thời tiết có mưa nắng xen kẽ mưa thường tập trung vào chiều và tối như hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nước dây chảy nhựa hay còn gọi là bệnh bã trầu phát sinh và gây hại trên dưa hống đây là bệnh do nấm gây ra gây hại chủ yếu trên thân đôi khi có trên lá và cuốn trái đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều ruộng bóng thừa phân đạm cũng là nguyên nhân khiến bệnh chảy nhựa trên dưa hống càng nặng hơn để bảo vệ năng suất và chất lượng dưa hấu, theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bà con nông dân nên áp dụng các biện pháp sau đây. Chọn giống kháng bệnh, làm đất phơi ải kỹ, bón vôi bổ sung với liều lượng từ 100 đến 150 kg trên 1.000 m2, làm luống cao thoát nước tốt, sử dụng mạng phủ nông nghiệp để trồng, trồng với mật độ phù hợp, tỉa bớt các dây chèo bơi để tạo điều kiện thoáng khí cho liếp trồng, nhổ bỏ và tiêu quỷ những cây bị bệnh để tránh lây lan trên diện rộng, tăng cường bón kali và phân hữu cơ quay mục kết hợp với chế phẩm sinh học Trichoderma, tránh bóng nhiều phân đạm, bệnh dễ phát triển và lây lan nhanh, thu gom và tiêu quỷ tàn dư cây trồng sau thu hoạch và luôn canh cây trồng khác họ. Ngoài ra thì bà con nông dân cũng cần lưu ý đến một số sâu bệnh hại trên cây trồng màu khác như là bệnh héo xanh trên ớt, phấn trắng hại cây họ bầu bí, sâu đục trái đậu. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.